Cảm ơn quý vị bạn làn sóng đến theo chương trình Nhận Định Thế Sự cùng với bình luận gia Lý Đại Nguyên do Cảm ơn thực hiện. Kính thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình chúng ta đã nghe bình luận gia Lý Đại Nguyên phân tích về vấn đề xung quanh vấn đề Bắc Hàn, những cái vụ thử nguyên tử và những chính sách đối ngoại từ Nga, Trung Cộng cho đến Hoa Kỳ. Từ vấn đề Bắc Hàn chúng ta xoay sang vấn đề Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua chúng ta cũng thấy cái sự đấu đá, sự tranh giành nội bộ của chính quyền Cộng sản Việt Nam có vẻ ngày càng leo thang. Chúng ta đã từng nghe những cái vụ là bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh từ Bình Đức, rồi ông Trịnh Vĩnh Bình đã thưa cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng lộ ra một số tin, và gần đây nhất là chúng ta đã nghe vấn đề của ông Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là ông Trần Đại Quang, thì có tin là ông ta đã đi chữa bệnh, rồi sau đó ông ta xuất hiện một người, rất là nhiều nguồn tin cho rằng đây không phải là một Trần Đại Quang thật. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên, những cái tin mà chúng ta đã nghe từ phía Việt Nam như vậy thì theo ông nó cho chúng ta thấy Mà cái hình về ảnh cái gì nước thưa Việt Nam của nó ông? là bưng mít thông tin thành nó dễ đem những cái tin giả tin thật nó vào lộn xộn đủ phèo hết đấy. Thực ra cái cuộc tranh chấp nội bộ của Cộng sản nó có, ta nhớ một điều này, ngày xưa Lê Khả Phiêu mất chức, ai đánh mất chức? Phạm Văn Trà, tức là quân đội đánh quân đội thì Phạm Văn Trà mất chức. Nguyễn Tấn Dũng mất chức do ai đánh? Do Trần Đại Quang công an đánh công an. Nguyễn Tấn Dũng công an, Trần Đại Quang công an, Nguyễn Vọng nắm Trần Đại Quang trời lại Nguyễn Tấn Dũng, thấy anh cháu nó sẽ bị tệ. Hiện tại ở trong nước Việt Nam bây giờ nó ba khối nhiệm. Thứ nhất, quân đội không được làm kinh tế nữa, người dân lắm đứng ngoài, đứng một chỗ nghĩa là nghĩa ôm ngồi chơi chứ ngồi ngắm chân như thế nào. Thứ hai là Tổng cục Chính trị Chính trị, Tổng cục Chính trị, Tổng cục hai đó, họ đang là bảo vệ cho Tổng Bí thư, mà Tổng hai là của Trung Cộng, hoàn toàn Trung Cộng. Bây giờ chống lại với tụi công an, cho nên rằng Trần Đại Quang khi mà đang là đi khắp nơi thế giới để về, nghĩa cái người mà đảng định cử ra thay thế Ngô Dậu trong giữa nhiệm kỳ này là Đinh Thế Huynh bị mất chức. Nghe biết trước thì rõ ràng của ông bị bệnh rồi sau thay thế rồi Trần Đức Vượng thay thế, tức là Trần nghĩa là Đinh Thế Huynh mất hoàn toàn mất chức. Trần Đức Quang sợ ngay. Hiện tại Trần Đại Quang bị nhắm vào cái thế mà vì anh Trần Đại Quang là cái người mà giúp anh Tập anh Nông Đức mà anh Nguyễn Phú Trọng có quyền hạn, cho nên nhắm ảnh ấy, nó mới hạ bệ. Và Nguyễn Phú Trọng muốn trở thành thăng sắp sửa đại hội 6 này thì loại Trần Đại Quang đi để làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước để giải quyết vấn đề thế giới và giải quyết nhất là người Trung Cộng muốn vậy. Thành vấn đề ra Trần Đại Quang rồi đi lùi xuống, tức là sợ cái trường hợp của Đinh Thế Huynh vì ăn thuốc độc thì không biết về tự nhiên là mất chức, để anh lùi xuống anh nhìn đi nhìn đi. Nhưng mà anh Nguyễn Phú Trọng làm ra dở quá, làm bại hoại tất cả, đi với Âu Châu bị thất bại, nhất là Trịnh Quang Văn Thanh bên là vẻ đất khó chống đối. Ông cả Âu Châu ta chống đối mất thế thế vô cùng. Mỹ cũng tin, đích thực là Mỹ tin Trần Đại Quang hơn là Tín Nguyên Phúc và Nguyễn Phú Trọng Nguyên Phú Trọng có liên hệ với lại Trung Cộng quá là gần quá gũi. nhiều, bởi vì Trung Cộng sai cái gì làm cái đó. Vì Trung Cộng sở dĩ mà Nguyễn Phú Trọng ngồi được trong bên trong là tiền của Trung Cộng, thế của Trung Cộng, cho nên giờ mắc kẹt Trung Cộng với Nguyễn Phú Trọng không thể giải quyết được. Thì vấn đề đặt ra là phải lùi xuống để cho Nguyễn Phú Trọng đại diện cho nước hoặc nước Việt Nam đi sang Indonesia, đi sang Miến Điện để giải quyết vấn đề. Không biết vấn đề gì tôi không biết đâu. Cả cái dàn mà gọi là báo chí trong nước nó không nói tới. Đi như vậy đáng lẽ có chuyện lớn lắm chứ. Ông tuyên bố là Việt biển nó vừa nhỏ, đi sang Indonesia với này sang Brunei sang Miến Điện với là chuyện lớn. Cái chuyện lớn gì đây? Cái chuyện lớn nhiều đấy, có thể ông sang
về nói chuyện Việt Nam, liên kết với nhau để chống Tàu. Có con không? Có, không dám. Ông thì không dám việc đó. Và nếu mà làm thuyết khách cho Tàu thì đã thất bại rồi. Thế anh về ngủ thôi, về không nói câu nào cả. Ngay cái vấn đề mà đối cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức cũng tạo ra một cái sự, nó phải tai tiếng, và cái hình ảnh của nước Việt Nam nói riêng và của ông Nguyễn Phú Trọng, người ta thấy một cái hành xử rất là côn đồ. Thì theo ông cái này cho nên khi thấy rằng thế quốc tế của Trọng mất đi, thì Trần Đại Quang lại xuất hiện. Cái đó là cái đặc biệt. Trần Quang xuất hiện, không biết anh nào ăn cái nào cả, nhưng có sự đấu đá, có sự đấu quyết liệt từ giờ đến trước cái ngày mà có bầu cử ở bên Trung Cộng. Tức là thằng Bình làm trở lại làm nắm một nhiệm kỳ nữa. Thì trước cái ngày đó thì ông Trọng muốn tổ chức cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trong cái đại hội này đã chuẩn bị kỹ lắm, Ngô Trọng định loại nhiều trung ương, nhiều ủy viên Bộ Chính trị ra, ít là 5-6 người gì đó, kể cả Tô Đi Lâm, Tô loại đi, Tô Lập loại đi, để mà nắm toàn quyền cái Bộ Chính trị. Khi nắm được Bộ Chính trị rồi thì thay đổi Trần Đại Quang và lên làm chủ tịch nước và tiên tổng bí thư luôn. Bây giờ có vấn đề đó, vấn đề nó nhằm như vậy. Và đến bây giờ thì cái thất thế của Vũ Trọng đi Á Châu không có, không được, và thất thế của Vũ Trọng ở với Đông Châu rất vẽ vì cái bắt cóc Trịnh Quang Thanh, và thất thế rất nhiều, cho nên tự nhiên Trần Quang xuất hiện. Trần Quang xuất hiện không phải là người bên offside bảo giả, ngay trong nội bộ Đảng Cộng sản nó kêu là giả. Thế ông có phải là giả không? Giả đúng được, bởi vì đích thực ra nói chuyện giả khó lắm. Dễ gì một từ một người này giả sang người kia. Nhiều người xung quanh ông cũng biết chuyện đó. Nó biết, nó cũng là tốt như vậy, thì bây giờ sẽ trao giả luôn. Trở lại vấn đề, theo ông thì ngoài cái gương mặt của ông Nguyễn Phú Trọng rồi Trần Đại Quang, có một cái thế lực, một cái nhân vật nào có thể trong cái những cái bước sắp tới có thể xuất hiện để thay đổi cái tình hình Việt Nam không? Không, bây giờ thế này, thì vấn đề thật ra là quân đội. Hiện tại Tổng cục 2 bảo vệ Trần Nguyễn Phú Trọng. Tổng cục 6 của Công an bảo vệ Trần Đại Quang, tới 20 vụ đó là bảo vệ hai cái đó. Thế rõ ràng quá, nó mạnh quá, không ai hơn ai cả. Thì quân đội làm trọng tài. Mỹ đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Cái tiếp xúc này nó mang tính đặc biệt. Không phải gặp ông Tâm, ông Tâm thì bây giờ vấn đề chiến lược không tay trong tay ông, gặp ông Bộ Quốc phòng. Không những gặp Bộ Quốc phòng, gặp ông cả ông Mattis, ông tức là ông ủy viên gọi là ban trong trong ban vấn đề quân sự. Quân sự ở Tòa Bạch Ốc, tức là ông cố vấn an ninh quốc gia. Mà ông gặp người ra thì người ta nói tất cả bí mật gì cần nói ta nói. Các tướng nói với nhau. Bây giờ nếu mà hứa cái lời hứa nào của những tướng quân đội, của quân đội với Mỹ, với ai đó thì nó có giá trị. Còn ông Tâm ông hứa thì không phải giá trị mà. Dường như là đối với Hoa Kỳ thì ông Nguyễn Phú Trọng hay là một cái người đó không có quan trọng bằng cái chính sách sách lược của Hoa Kỳ. Đúng, chính vì sách lược Hoa Kỳ cho nên khi gặp ông Mattis rồi đó, và vào sau đó gặp cả ông Pasteur đó, thì họ hứa rằng hàng không mạo của Mỹ sẽ vào Việt Nam. Vấn đề quan trọng ở chỗ đó. Vào Việt Nam không phải là khi ông Tâm sang Việt Nam, mà vào năm 18. Tức là sau ông Tâm đến rồi thì họ sẽ vào gặp. Làm người cũng dằn mặt Trung Cộng để không có dám lấn lướt. Không lấn lướt. Cái đó là cái quan trọng. Vì khi hiện tại về chiến lược bây giờ, hiện tại nước Mỹ đó, ông Tâm hứa gì đừng có tin. Nhưng các tướng nó hứa thì tin. Bởi vì đây, ba ông tướng nằm ở trong trong chùm Bạch Tòa Bạch Ốc, hai ông, một ông là Bộ Quốc phòng, một ông Tổng tham mưu, rồi năm ông tướng đến các đơn vị chống đối đạo ông Tâm, chống đối cái bộ kỳ thị chống tộc. Rõ ràng qua các tướng đi với nhau,
Bây giờ ông ta bắt buộc phải nhường tất cả cái chiến lược của Mỹ lại cho các tướng. Thì các tướng bây giờ giai đoạn này nó hứa cái gì đúng đó, còn ông ta không hứa gì, ngoan tin. Cái kinh nghiệm của ông về trận này không bằng. Ông có kinh nghiệm. À, kính thưa quý vị, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhận Định Thế Giới hàng tuần cùng với bình luận gia Lý Thị Nguyên trong những giây phút vừa qua. Rất là cảm ơn bình luận gia Lý Thị Nguyên. Tuy sức khỏe ông đang hồi phục, không có khỏe nhưng mà ông cũng đang cố gắng nghiên cứu những đề tài, những cái tình hình thời sự để cùng chia sẻ với quý vị khán giả của đài ABC TV. Một lần nữa kính chúc bình luận gia Lý Thị Nguyên sức khỏe càng ngày càng khỏe hơn để tiếp tục mang đến những cái nhận định của ông rất là hữu ích cho khán giả của đài ABC TV. Cảm ơn khán giả quý vị. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình Nhận Định Thế Sự tuần sau. Xin kính chào quý vị.